Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão Hukung ở ngay trên khu vực miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km h giờ, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ tương đối nhanh khoảng 25 km h giờ. Đến 13 giờ trưa mai, vị trí tâm bão sẽ cách đảo sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là từ 62 đến 74 km/h giật cấp 9 cấp 10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11 biển động rất mạnh Tại khu vực đất liền, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng trưa và chiều mai, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ và một số nơi ở tây bắc bộ và trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, bắc và trung trung bộ có mưa rải rác, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Ở vịnh bắc bộ từ chiều mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động trong khi thời tiết biển đảo phía bắc chuyển xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về thì tại vùng biển phía nam khu vực từ cà mau đến kiên giang thời tiết chỉ có mưa rào và rông vài nơi sóng gió hoạt động ở mức trung bình nên rất thuận lợi cho du lịch Thưa quý vị và các bạn, thông thường khi nhắc đến Phú Quốc, người ta hay liên tưởng đến hình ảnh của một hòn đảo với nước biển xanh trong, những bờ cát trắng mịn và những dạng san hô màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, Phú Quốc còn được biết đến với những con suối ẩn mình trong núi như là suối Chanh nằm cách thị trấn Dương Đông khoảng 10 km, bắt nguồn từ dãy núi Hàm Ninh. Do các khe nước nhỏ hợp thành, dốc sách chảy trên núi, lê lỏi qua rất nhiều rừng cây, gộp đá, thác gành. Theo mời quý vị theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại Điện Biên trời không mưa, nắng ấm ban ngày, rét về đêm, nhiệt độ thấp nhất ở mức 16 độ và cao nhất là 22 độ, độ ẩm là 60%. Sapa sẽ có mưa phùn và sương mù trời rét, nhiệt độ về đêm là 6 độ, ban ngày nhiệt độ khoảng 11 độ, độ ẩm sắp xỉ 100%. Tam Đảo mưa nhỏ, đêm về sáng có sương mù khá dày đặc, trời rét, nhiệt độ duy trì ở mức 11 cho đến 12 độ, độ ẩm ở vào khoảng 95%. Phía đông bắc bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Tại Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất ở mức 14 độ và cao nhất là 16 độ, độ ẩm là 70%. Hạ Long, nhiệt độ từ 15 cho đến 19 độ, độ ẩm 80%. Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 16 đến 19 độ, độ ẩm là 85%. Hồi không khí lạnh suy yếu dần nên thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa rải rác về chiều tối. Tuy nhiên ban ngày trời vẫn còn nhiều mây và cảm giác rét lạnh vẫn duy trì cả ngày. Cụ thể tại Sầm Sơn nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 độ và cao nhất là 19 độ, độ ẩm khoảng 70%. Phong Nha Kẻ Bàng thì nhiệt độ ở mức 18 đến 21 độ, độ ẩm khoảng 70%. Huế nhiệt độ là từ 19 cho đến 22 độ, độ ẩm là 80%. Khu vực Nam Trung Bộ ngày mai mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Đà Nẵng nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ và cao nhất là 26 độ, độ ẩm khoảng 80%. Hội An nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 20 đến 24 độ, độ ẩm là 85%. Bà Nà nhiệt độ duy trì ở mức 13 đến 17 độ, độ ẩm là 80%. Các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận phổ biến ít mưa và nắng nhẹ, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Tại Nha Trang biên độ nhiệt là từ 24 cho đến 29 độ, độ ẩm là 70%. Mũi Né nhiệt độ ở vào khoảng 24 cho đến 31 độ, độ ẩm là 60%. Vũng Tàu nhiệt độ thấp nhất ở mức 25 độ, cao nhất 32 độ, độ ẩm 50%. Tại Pleiku không mưa trời lạnh về đêm, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ và cao nhất là 27 độ, độ ẩm ở vào khoảng 50%. Buôn Ma Thuột không mưa, nhiệt độ ở mức 19 độ và cao nhất là 28 độ, độ ẩm 60%. Còn Đà Lạt thì sẽ có mưa nhỏ trời rét, nhiệt độ ban đêm là 15 độ, ban ngày nhiệt độ khoảng 21 độ, độ ẩm 70%. Thời tiết Nam Bộ mới thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi. Tây Ninh nhiệt độ thấp nhất ở mức 23 độ và cao nhất là 33 độ, độ ẩm 50%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ biến đổi trong khoảng 24 đến 32 độ, độ ẩm 55%. Còn U Minh thì nhiệt độ là từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 65%. Vùng biển từ Bình thuận cho đến Cà Mau sẽ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6-7 cấp biển động. Nhiệt độ ở côn đảo biến đổi trong khoảng 26 đến 30 độ, độ ẩm là 70%. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, nhiệt độ biến đổi từ 24 cho đến 31 độ tại đảo Phú Quốc, độ ẩm là 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!